huynh là chú rể thế thân hả? Còn người cưới muội là kẻ khác sao? Phải, người đó là anh ruột của huynh, cậu ba nhà họ Trương, Trương Trung Điền. Các người đang làm gì vậy hả? Đang đùa giỡn với ái như này hay sao? Tại sao lại có chuyện thật thật giả giả như vậy chứ? Tại sao đánh tráo như vậy? Phúc Điền, có phải huynh và cha muội đã thông đồng để gạt muội, trêu đùa trên nỗi đau của muội đúng không hả? Không phải vậy đâu muội. Huynh không biết giải thích như thế nào cho muội hiểu rõ, nhưng mà thật sự là không có chuyện thông đồng ở đây. Huynh im đi, bây giờ huynh có giải thích như thế nào muội cũng không tin đâu. Muội đã mất niềm tin ở huynh rồi. Cha muội đã dùng kế trộm long tráo phụng để buộc muội chấp nhận chuyện đã rồi. Ai Nhi à, muội hãy bình tĩnh lại. Huynh thực sự là muốn nói với muội lúc mà ở trên thuyền quá, nhưng mà không biết mở lời như thế nào. Thật sự đây là một việc hoàn toàn bất ngờ, huynh hoàn toàn không muốn gạt muội đâu. Thôi được rồi, huynh không cần phải nói nữa, muội biết phải làm gì rồi. Không được, kìa muội, muội tính đi đâu chứ? Muội sẽ đi khỏi nơi này. Muội không phải là kẻ khờ khạo để cho người ta điều khiển. Muội nhất quyết không để cho mình lọt vào cái kế gian sẵn này. Nhưng mà bây giờ muội đã là dâu của nhà họ Trương, muội đã làm lễ bái đường và đã về nhà họ Trương rồi. Muội không thể nào tùy tiện muốn đi là đi được đâu. Muội không sợ miệng đời dị nghị, con dâu mới về nhà chồng rồi bỏ đi như vậy sao? Tôi không cần biết, tôi không cần quan tâm các người nghĩ gì. Tôi không thể để mấy người muốn làm gì thì làm như vậy. Tránh ra không? Bây giờ anh không tránh ra thì đừng có trách tôi không khách sáo. Muội bình tâm đi mà, muội xin muội đó. Chuyện đâu còn có đó mà. Muội bỏ đi như vậy, anh ba khi về sẽ khó ăn nói, rồi hai bên dòng họ sẽ khó xử lắm. Tôi không cần biết, tôi phải đi. Tránh ra, tránh ra. Huynh không cho muội đi. Buông bây ra. Giờ muội đang nóng giận nên có làm điều gì cũng sẽ không hay đâu. Ít ra muội phải chờ anh ba về để mà tính chứ. Được rồi mà, Quỳnh, bình tĩnh lại đi. Tự cách gì mà cản tôi chứ? Huynh là người bạn tri kỷ của tôi ngày trước, nên bây giờ trong mắt của tôi những điều tốt đẹp nhất về huynh đã bay hết rồi. Huynh là đồ hèn. Tránh ra. Ái Nhi, Phúc Điền. Dạ. Con ra ngoài đi, để má nói chuyện với Ái Nhi. Dạ. Ái Nhi, má có chuyện muốn nói với con. Nếu con muốn đi thì má không cản, nhưng con nghe má nói xong vài câu, lúc đó con muốn đi hay không thì tùy con. Ái Nhi à, tất cả những gì con đang thấy không hề có sự sắp đặt hay âm mưu gì hết. Từ khi biết rõ thân phận của con, thằng Tư nó đã mang nỗi tương tư trong lòng. Nhưng nó chưa kịp thưa chuyện với ai thì rủi thay, người mà má ba chọn để cưới cho anh ba của nó lại chính là con, là người mà nó thầm thương trộm nhớ. Chính má đã buộc nó phải quên con, phải đào sâu chôn chặt mối tình. Còn tại sao má làm như vậy thì mai mốt đây con sống trong nhà này, con sẽ hiểu. Còn chuyện rước dâu thì sao? Là ngẫu nhiên thôi con. Thằng ba có việc đột xuất phải xử lý ngay trước giờ rước dâu, cho nên phải nhờ thằng Tư thay thế. Con thử đặt mình vào vị trí của Phúc Điền đi, phải đóng thế vai chú rể, mà chị dâu lại chính là người mình thương. Có phải là đau khổ và chua xót lắm không con? Má nhìn nó mà đau xót như đứt từng khúc ruột. Ái Nhi à, tất cả những gì con nói lúc nãy như muối sát vào lòng của nó. Nó có vui sướng gì đâu,
khi phải làm thế thân rước dâu cho anh trai của mình chứ. Cho dù là lý do gì thì Điệt Vinh cũng là một kẻ yếu hèn. Tại sao hạnh phúc của mình mà không dám nói? Tại sao lại cam chịu là người thế thân? Con thực sự thất vọng về Vinh ấy. Con à, đừng trách nó. Nó đáng thương hơn đáng trách. Trong nhà này mọi việc không thể làm theo ý mình được đâu con à. Con sống trong nhà này sau này rồi con sẽ hiểu. Sau này như thế nào chị chưa biết, nhưng trước mắt con thấy mọi người ở đây thật là kỳ quặc. Người thì chấp nhận thế thân trong đau khổ, kẻ thì đáng lý đi hỏi vợ, lại bỏ tất cả vì công việc, không hề xem trọng cuộc hôn nhân này. Tất cả đang hùa nhau mang cuộc đời Ái Nhi này ra làm trò đùa. Con không thể nào để mình bị trêu chọc như vậy được. Thật là cười ra nước mắt mà. Ái Nhi à, không ai mang con ra trêu đùa đâu con. Có trách là trách ông trời khéo tạo ra chuyện oái oăm này. Này hôn lễ đã được cử hành trước bàn dân thiên hạ thì kể như giáng ra đóng thuyền rồi. Con à, con nên cân nhắc chứ đừng nóng nảy mà rước thị phi vào mình. Cảm ơn má đã nói cho con biết sự thật này, nhưng con đã quyết định rồi. Con chào má. Con về rồi đó hả? Thôi má về phòng đây, hai vợ chồng từ từ nói chuyện với nhau đi nha. Cô là vợ tôi đó hả? Oh.